Dạ, xin chào anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Việt Hàn Yusuka ha. Thì hôm nay bên cạnh em đó chính là chiếc Rondo phiên bản máy dầu 1.7 động cơ máy dầu số tự động ha anh chị ha. Thì về nước sơn cũng như là option thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị về chiếc xe này. Với mức giá chỉ hơn 590 triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu ha, chính xác là 598 triệu. Đó, giá bên em còn thương lượng chút xíu nữa ha. Thì sơ bộ và anh chị cũng có thể thấy xe chúng ta có trang bị cả remote ha. Khi mà chúng ta bấm lóc cửa thì gương gặp lại ha. Và phần đèn phần đầu phía trước chúng ta cũng có thể thấy rất là nhiều option ở phần phần đèn. Đó chính là đèn bóng reflector, đèn bi ha, có liếc đèn luôn ha anh chị ha. Đèn định vị ban ngày, đèn led nè, đèn gầm nè, rất là nhiều option ha. Thì cái chủ xe cũ á, đã lên một số món ốp inox nè xung quanh xe, cũng như là cái cây này để chống bẻ gương nè. Đó, lớp thì còn rất là cao, anh chị cũng có thể thấy ha, xe này đi được có 50 mấy ngàn thôi. Lớp này chúng ta còn sử dụng thêm vài chục ngàn nữa là thay là vừa ha. Đó, về phần nước sơn bên ngoài anh chị cũng có thể thấy là xe màu vàng cát rất là đẹp ha. Khi chúng ta mở lóc cửa nè, anh chị cũng có thể thấy có đèn soi vào ban đêm ha, chúng ta đi lại mở cửa nó an toàn hơn. Đó. Đó, rồi ok, đèn xi nhan tích hợp gương nè, xe thì đã được dán phim cách nhiệt full kính rồi. Đó, full hết luôn cả xe rồi. Nên là rất là mát ha. Tay nắm cửa chúng ta cũng có cả các chấn inox nè, chống chày ở phần khu vực ở trong phía bên này ha. Đó, rồi. Rồi, anh chị đi một vòng quanh xe với em ha. Đó, thì phần phía sau xe chúng ta được trang bị cả cảm biến lùi cũng như là camera lùi nè. Camera lùi đặt ở phía sau đây anh chị thấy không? Đó, camera lùi ở đây. Rồi. Thì xe này chúng ta sẽ có một cái logo đặc biệt, đó chính là CRDI ha, là cho chúng ta là Comurel Direct Injection ha. Đó là phun dầu trực tiếp ha anh chị. Rồi, về phần đuôi xe chúng ta sẽ có những cái thanh đèn giả, đèn led rất là đẹp ở đây nè. Đó, cánh gió nè, full xe rồi, phim cách nhiệt thì full xe rồi. Thì sơ bộ xe thì chúng ta được trang bị cả bốn bánh, đây là thanh phanh đĩa ha anh chị ha, không có tang trống nha, phanh đĩa hết luôn bốn bánh ha. Rồi thì bên ngoài anh chị cũng có thể thấy được phần ngoại thất rồi, xe cộ này kia cũng rất là đẹp. Xe bên em bán thì có dọn lại cho anh chị nữa ha, ví dụ như ở phần phía đầu xe có chày một chút xíu này, em sẽ cho anh chị coi ha. Đây, phần đầu xe có chày chút xíu. Thì khi mà anh chị mua xe bên em sẽ dọn lại ha, dọn sơn lại những cái vết như thế này ha, những cái vết xước nhỏ nhỏ thì tụi em sẽ đánh bát ha, đánh lại cho mới, giao xe lại cho đẹp cho mình luôn ha anh chị ha. Rồi về phần ngoại thất thì sơ bộ là vậy ha, bây giờ chúng ta sẽ đi vô phần nội thất coi bên trong nội thất như thế nào nha anh chị ha. Đó, khi mà chúng ta mở lóc cửa thì là kính tự mở ra luôn ha. Về phần nội thất thì chúng ta sẽ được trang bị phần nội thất ghế da màu đen ha, trần màu kem và những cái chi tiết viền màn hình táp lô rất là đẹp, màu xám titan nè. Đó, rồi thì đánh giá về cái phần ghế thì chúng ta thấy cái phần ghế còn rất là mới nha, mới lắm, nói chung là xe đi giữ gìn ha. Đối với một chiếc xe đi 50 mấy ngàn nhưng mà người ta giữ gìn nó khác với một chiếc xe đi người ta phá anh chị. Nó xấu đó. Về phần bệ cần số nè, bệ cần số còn rất là mới nè, chưa không có chày xước. Thì đa số những cái khu vực như thế này á, thì chúng ta hay bị chày do để chìa khóa để đồ này kia nó hay bị xước xát, nhưng mà ở đây còn rất là đẹp nè. Đó, rồi chúng ta sẽ có màn hình ha, em sẽ đề nổ máy lên cho anh chị coi màn hình. Chìa vẫn là chìa cơ nha anh chị nha, không phải chìa nút bấm ha. Rồi đây, nổ máy ra rồi. Mặc dù là động cơ máy dầu nhưng mà khi mà em đề máy lên á, động cơ rất là êm ha anh chị ha. Em thì không phải êm như máy xăng nhưng mà về đánh giá thì nó cũng khá là dễ chịu, nó không quá ồn đâu nha. Rồi. Đó, chúng ta sẽ có một cái màn hình cảm ứng ở đây nè, rất là nhiều thông tin chi tiết nè. Đó. Về cả GPS nè, dẫn đường nè, định vị tất cả tất tần tật luôn, rất là tiện ích ha. Đó, những cái khu vực này chủ cũ đã ốp thêm những cái thanh trang trí ở đây nè. Đó, rồi còn rất là mới, khá mới nha anh chị nha. Về phần vô lăng nè, chúng ta sẽ đi đến phần vô lăng ha. Đặc biệt là xe này chúng ta có lẫy chuyển số trên vô lăng rất là tiện lợi ha. Mình đi xe số mình chuyển cũng được, đi đèo dốc vượt địa hình này kia mình có lẫy cần số thì nó sẽ tiện hơn ha. Đó, hai bên hông này chúng ta sẽ có gạt mưa tự động ha, tự động gạt mưa theo lưu lượng nước mưa ha,
Rồi và đèn tự động luôn nha anh chị. Xe này option thì quá trời luôn. Phần vô lăng thì chúng ta có nút tăng giảm âm lượng nè, rồi cruise control nè, chỉnh độ nặng nhẹ của vô lăng nè. Đó, rất là tiện ha, mình đi cao tốc đi đồ này chỉnh cho nó nặng cho nó đầm ha. Kính thì chỉnh điện, gập điện, cửa sổ thì chúng ta sẽ có một cửa tài là cửa tự động ha, một chạm. Đó. Đó, xe thì còn rất là mới, trần thì được bọc ni lông rồi. Chúng ta về chúng ta chỉ sử dụng thôi, có đèn cả đèn gương soi nữa nè. Gương thì là gương luôn cả chống chó tự động luôn. Nói chung là cái xe này em nói anh chị là mua về mình sử dụng gia đình cũng ok, mà đi dịch vụ cũng ok, vì cái xe này rất là tiết kiệm nha anh chị nha. Đánh lái thì vô lăng rất là nhẹ luôn, em đánh lái khá là nhẹ luôn đó, anh chị thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Ừ. Rồi thì sơ bộ là cái khoang đây như thế này. Thì anh chị coi qua làm sao coi, cái xe này là cái xe 7 chỗ nha, thì cái phần khoang nội thất phía sau hành khách thì nó như thế nào, điều ra làm sao coi chung với em tiếp nha. Đây là khoang phía sau ha. Thì đặc biệt là cái khoang phía sau chúng ta cũng có cả cửa gió điều hòa phía sau ở đây, được đặt ở đây nè, khá là mát nha anh chị nha. Gió ra khá là mát ha. Đây có cả bàn làm việc để đựng cốc nước, để đồ đây nè. Đó, khá là chắc chắn nha. Ừ, còn rất là kín cáp ha. Rồi thì cái ghế này á, là chúng ta đã tăng giảm được luôn nha anh chị nha. Để cho mình có cái không gian ngồi phía sau nó thoải mái, nó rộng rãi, để cho người ngồi phía sau người ta thoải mái ha. Thì bây giờ em đã chỉnh cái hàng ghế này ok rồi ha. Em ngồi thoải mái nha anh chị ha. Thì mình sẽ ra hàng ghế phía sau em luôn, em ra coi cho anh chị coi thử coi có vừa không ha. Rồi ok, đi với em nha. Khi mà gặp lại cái hàng ghế này á, chúng ta sẽ gặp như thế này đó, đi lên đó. Khi mà bước vô xe này, ta bước như thế này nha. Sàn thì lớp sàn simili rồi nha anh chị ha. Đó, rồi hồi nãy là em ngồi cái hàng ghế này ok đúng không? Ngồi hàng ghế này ok ha. Bây giờ anh chị vô có thể thấy nè. Đó, em ngồi cũng khá là thoải mái nè. Ai nói chật, ai nói cái xe này ngồi chật, chật là em không có chịu nha. Đó, ngồi khá là ok luôn. Đó, đầu gối mình cách cả đoạn luôn nè anh chị thấy không? Cách cả đoạn luôn nè, em ngồi ok nè. Nếu mà em ngồi như thế này đi trong vòng khoảng 200-300 cây em vẫn thấy ok nha. Đó, tựa đầu nè, mình thích ngồi tựa đầu nè. Thoải mái nha anh chị nha, thoải mái ok luôn á. Em đi 200-300 cây với cái tư thế ngồi này ok, chấp nhận được. Rồi, bây giờ mình review xong rồi cái phần nội thất nè. Xe này đi, bản thân em mập vậy em ngồi cũng ok nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái phần động cơ nha anh chị nha. Đi tới phần động cơ ha, rồi đi với em. Đây, bây giờ mình đi tới phần động cơ ha. Đó. Rồi. Động cơ này thì đó, anh chị thấy không, đang nổ máy đó. Máy dầu đi khá là êm nha anh chị nha. Thì đặc biệt cái xe này anh chị thấy phần dàn đầu nãy giờ em chưa có bật đèn ha. Bây giờ em bật đèn cho anh chị coi nè. Xe này được lên đèn xenon nông rồi nha. Xe này được lên đèn xenon nông luôn rồi nha. Đi rất là sáng nha, đèn rất là trong luôn. Rồi, về động cơ nè, đây là động cơ máy dầu ha, 1.7 số tự động anh chị thấy không? Khá là êm nha. Theo cảm nhận của em khá là êm so với những cái dòng xe máy dầu khác, đặc biệt là những cái xe 7 chỗ máy dầu khác ha. Đó, về động cơ thì bên em cam kết với anh chị động cơ nguyên bản ha, hộp số nguyên bản ha, chưa từng tháo rã động cơ ha, động cơ hộp số nguyên bản thôi. Xe chưa từng đâm đụng hoặc là thủy kích luôn. Nếu mà anh chị tới hãng tụi em hoàn tiền lại cho anh chị nếu mà sai cam kết. Đó, có một dấu giấy cam kết đàng hoàng, có chữ ký giám đốc công ty em luôn. Thì xe này bán ra bên em bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc là 10.000 cây số ha. Giá 598 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho mình. Anh chị nào quan tâm để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với số hotline phía bên dưới màn hình ha. Hoặc tới địa chỉ 387 quận 13 coi trực tiếp cái xe này ha. Rồi em dẫn anh chị coi coi có đúng nãy giờ em nói chuyện không. Mình trải nghiệm cái xe này coi nãy giờ coi động cơ nè, khoang nội thất có phù hợp với lại cái gia đình mục đích sử dụng của mình hay không ha.
cảm ơn chị đã coi đến giờ phút này ha. Like, share, subscribe kênh của Việt Hàng New Sky cho em nha. Anh chị nào thích em review xe nào để lại comment cho em sẽ làm cái xe đó cho anh chị. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.